Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường crypto và cụ thể là mảng thị trường DeFi. Và vị khách mời của tập podcast tuần này, một gương mặt rất quen thuộc, tuy nhiên là rất lâu rồi thì anh Poseidon mới quay trở lại, em mới có thể thu xếp thời gian để quay trở lại với series podcast của chúng ta. Và không biết nói gì hơn, xin chào và xin cảm ơn anh Poseidon đến với DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp Nguyên và tất cả anh em trong một cái podcast mới. Ok, thì chủ đề tuần này thì chúng ta sẽ mình nghĩ là nó sẽ hơi thiên hướng có một xíu liên quan đến vấn đề góc nhìn đầu tư của cá nhân. Thì trước khi bắt đầu cái nội dung chính này thì vẫn như thường lệ thôi, thì chúng ta sẽ không xem đây là những cái lời khuyên đầu tư, mà tất cả những cái nội dung ở trong cái podcast này thì nó chỉ là mang tính chất thông tin và chỉ là góc nhìn cá nhân thôi anh em ha. Rồi thì nếu như mà anh em theo dõi thị trường crypto tổng quan trong 2-3 tuần đổ lại đây thì thấy cũng rất là nhiều những cái trend nó cũng gây xôn xao, và thậm chí nó gây tắc nghẽn rất là nhiều các cái mạng lưới blockchain, điển hình là cái blockchain là Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên là khi mà dòng tiền nó đang đổ về hai cái blockchain này á, thì một cái thesis mà rất là nhiều người tham gia thị trường crypto luôn chú ý, đó là cái câu chuyện về dòng tiền. Và cái câu hỏi liên tục là sau khi tiền nó trụ về những cái hệ như là Bitcoin hoặc là Ethereum như thế này thì tiếp tục nó sẽ đi về đâu? Thì câu chuyện hôm nay thì mình với anh Poseidon sẽ có những cái thảo luận với nhau như thế này, để đâu đó là mình có những cái góc nhìn cũng như là mình có những cái phân tích để có thể đưa ra những cái quyết định nó hợp lý trong thời gian tới ha. Vậy thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi, đó là trong 1 đến 2 tháng đổ lại đây đi, nếu mà được chọn ra 3 hệ sinh thái mà có những cái điểm đáng chú ý nhất thì với anh Poseidon nó là cái gì? Và nếu được thì chắc là anh Poseidon sẽ có thể liệt kê ra một vài cái lý do tại sao mà mình quan tâm đến cái hệ sinh thái khác ha. Trong khoảng 1-2 tháng gần đây thì thực ra mình cũng có, nói chung cũng có đọc khá là nhiều về các hệ sinh thái, nhưng mà thực ra quan tâm thì cũng chỉ có 1-2-3 cái tên ha. Là đầu tiên là Ethereum là mình quan tâm nhất, tại vì nó liên quan đến cái cập nhật mà cho phép chúng ta những cái validator mà người ta tham gia staking ở trong cái chuỗi 2.0 á, thì được rút cái tiền và cái lãi của mình bên ngoài. Thì nói chung cái view của mình liên quan đến cập nhật này thì nói chung mình cũng không quá là bearish về cái này, tại vì khi mà người ta đã sẵn sàng staking cái lượng lớn Ethereum vào trong cái chuỗi như vậy thì đa phần là đều là những người ta bullish dài hạn cho cái Ethereum và ETH, chứ người ta sẽ không quá là panic. Thì nói chung nó cũng đúng như cái view mà mình đã nhận định. Thì mình có theo dõi thì mình thấy cái số ETH nó nói chung là rút, thì cái lượng rút ròng ra thì vẫn có, nhưng mà nó không quá đáng kể, và vẫn có những cái nhà đầu tư người ta tiếp tục, người ta dùng cái phần lãi mà người ta nhận được từ cái quá trình staking, người ta tái đầu tư lại, gọi là tái staking lại vào trong chuỗi, và nó khá là cân bằng. Nói chung là cái sự kiện này đa phần có khá nhiều người ta bearish, nhưng mà nói chung là cuối cùng thì nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến Ethereum. Thậm chí là em thấy có một cái chi tiết là cái staking queue, tức là cái hàng đợi để, tại vì validator người ta staking vào cái mạng lưới thì nó không phải là cái đồng coin luôn, đúng không? Đúng luôn, thì cái hàng đợi nó bây giờ nó cũng lên tới khoảng, nếu như mà em nhớ không nhầm là khoảng từ 4 đến 5 tuần thì cái hàng đợi đó nó mới được chính thức vào cái chain. Thì nó là một cái thể hiện là cái dòng tiền nó vẫn tái tục ngược vào cái hệ thống staking đó, dù là sau cái nâng cấp người ta cho phép withdraw các thứ, thì cái withdraw ròng ra thì nó vẫn được hấp thụ một cách rất là ok, nó cũng không phải là quá nghiêm trọng. Thêm một cái cũng là Ethereum luôn, nhưng mà lại
một cái nó không tích cực lắm, có nghĩa là chung là qua cái trend meme coin các thứ đó thì anh em thấy là cũng có rất nhiều câu chuyện về việc đổi vị thế. Nhưng mà bên cạnh cái trào lưu về meme coin thì chúng ta lại quay lại cái vấn đề của Ethereum từ rất nhiều năm rồi, có nghĩa là khi mà có một cái sự kiện gì đó hoặc là một cái sự FOMO hoặc là một cái sự panic nào đó thì mạng lưới lại gặp vấn đề. Và chúng ta thấy là phí gas, là tại vì mình cũng có tham gia degen một vài cái con shitcoin cho nên là mình thấy là hoặc là mincoin đó thì mình thấy phí gas lúc mà mình chơi là nó cũng dao động năm mấy đến 100 đô. Thì nói chung đây là cái vấn đề mà muôn thuở rồi, và có vẻ như là những cái giải pháp mà Ethereum đưa ra vừa rồi ấy, mà nó vẫn chưa thực sự là triệt để. Và qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là thực sự là Ethereum hiện tại người ta đang phải đứng giữa hai lựa chọn, theo mình là đứng giữa hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tiếp tục ra những cái update liên quan đến công nghệ, cải tiến công nghệ để mà làm cái chi phí nó tiếp tục rẻ đi, hoặc là cố gắng làm sao để cho giảm cái tắc nghẽn mạng lưới. Còn cái hướng thứ hai là chuyển mình luôn đó, tức là thay đổi cái mục tiêu, thay vì trở thành một cái mạng trực tiếp xử lý giao dịch thì có thể là chỉ là một cái mạng lớn thôi, cái mạng mẹ thôi, còn để lưu trữ dữ liệu và giữ lại một phần nào đó cho Ethereum thôi. Còn lại những cái xử lý trực tiếp hay là những cái liên quan đến tác vụ người dùng ấy, thì có thể nó sẽ chuyển sang những cái layer 2. Thì nói chung là Ethereum mình nghĩ là nó cuối cùng nó cũng chỉ phải lựa chọn giữa một trong hai để mà nó đi tiếp thôi. Thì về mặt tiêu cực cho Ethereum là những cái vấn đề của nó chưa được giải quyết triệt để, nhưng mà đó cũng đồng thời là cái tích cực cho những cái giải pháp layer 2. Có nghĩa là mặc dù như Ethereum người ta cũng đang cố gắng rất là nhiều ra những cái rất là nhiều cái cập nhật để mà khắc phục vấn đề, nhưng mà vấn đề vẫn còn đó, và chính vì vậy các giải pháp layer 2 nó vẫn sẽ còn cái đích sống của nó. Và ông layer 2 nào mà ông triệt để ông làm tốt thì chắc chắn ông nó sẽ rất là bùng nổ, rất là mạnh mẽ trong tương lai. Rồi thì đó là về Ethereum. Cái câu chuyện thứ hai mà mình quan tâm đó là về Arbitrum. Thì thật ra Arbitrum lý do mình quan tâm là chủ yếu là dưới góc độ nhà đầu tư, tại vì quan điểm của mình nó cũng khá là rõ, tại vì ARB mà từ lúc cái token nó list sàn đến nay thì nó chỉ có được một cái đợt đẩy duy nhất, và cái đợt đẩy giá ấy, thực ra mình thấy nó cũng mang tính ngắn hạn và nó chưa phải là tạo ra một cái làn sóng để mà kéo dòng tiền về cho hệ sinh thái. Cho nên là dưới góc nhìn một nhà đầu tư thì mình cũng đang chờ đợi ARB có thể là tích lũy tốt và dòng tiền thực sự nha, chứ không phải là cái dòng tiền chỉ để thổi giá ARB trên sàn. Cái dòng tiền thực sự nó sẽ chạy vào hệ sinh thái. Lý do mà mình quan tâm là bởi vì Arbitrum nó ra token gần đây thôi, nhưng mà thực ra cái hệ sinh thái nó hoàn chỉnh cũng khá lâu rồi. Và nếu anh em chịu khó research qua một chút ở trên những cái trang như DeFi Llama thì anh em sẽ thấy là Arbitrum TVL của nó hiện tại cũng đang giữ ở mức khá tốt. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào đâu đó khoảng gần 3 tỷ đô, 2,7, 2,8 tỷ đô gì đó. Thì đây là một cái mức TVL khá là tốt đối với một hệ sinh thái mới. Thì mình nghĩ là cái dòng tiền nếu mà nó giữ ổn định hoặc thậm chí nó tăng trong thời gian tới thì đó là cái cơ hội tốt để chúng ta đầu tư vào đồng ARB nói riêng, hoặc là nói chung, hoặc là những cái đồng nhỏ ở trong những cái midcap trong Arbitrum nói riêng. Thì đây cũng là một cái mà mình đang quan tâm dưới góc độ đầu tư thôi. Chứ còn thực ra trong giai đoạn vừa rồi thì nó không có quá nhiều, không có một cái sự kiện nào nó quá hot liên quan đến công nghệ hay là đến sản phẩm, nhưng mà mình vẫn quan tâm dưới góc độ nhà đầu tư. Còn cái hệ thứ ba thì hệ thứ ba này thực ra mình cũng chỉ quan tâm gần đây thôi, khoảng là 1-2 tuần. Thì thực ra quan tâm ở đây là quan tâm dưới góc độ khác với Ethereum hay là Arbitrum, thì mình quan tâm cái hệ thứ ba này dưới góc độ là tò mò và cảm thấy nó mới mẻ là chính, chứ không phải là đầu tư. Đó là cái BRC20. Thì chắc chắn anh em cũng biết là cũng có một cái trend nó khá là lớn liên quan đến những cái đồng của BRC20. Khi mà cái giải pháp này được đưa vào thử nghiệm trên mạng lưới Bitcoin, thì thực ra dưới góc độ của mình thì mình sẽ chia sẻ thật một vài quan điểm cá nhân của mình. Thì khi mình tìm hiểu về BRC20 ấy, thì thực ra nó có hai điều khiến mình băn khoăn. Thứ nhất là cái tiếp cận nó phức tạp quá. Thực ra phức tạp ở đây không phải là phức tạp với những người cũ ở trong crypto, nó phức tạp với người mới quá, và đặc biệt là những cái người mà ít khi người ta xài những cái gì đó liên quan đến phi tập trung thì nó khá là phức tạp. Cái thứ hai là chi phí tiếp cận nó khá là cao khi mà cái sự FOMO nó đã được đẩy lên đến đỉnh điểm rồi. Và mình cảm thấy là cái BRC20 này
nó giống như mình có một cái mường tượng nó khá là thú vị, có nghĩa là nếu anh em nhớ Ethereum cái thời sơ khai ấy, cái thời mà mùa 2017, 2018 khi mà chưa có DeFi ấy, thì Ethereum nó cũng bắt đầu bằng những cái dạng token min ra rồi tạo cái sự vô mô như vậy với cái trò đó gọi là Crypto Kitty. Nếu mà anh em nào chơi crypto lâu hoặc anh em có thể tìm research là từ khóa đó, tức là nó lại bắt đầu bằng một cái NFT là Crypto Kitty, và người ta min, và cái Crypto Kitty đó nó cũng làm cho cái mạng Ethereum thời điểm đó nó bị ngã luôn, và nó gas nó cũng cao lên đột biến luôn. Thì câu chuyện của BRC20, những cái token mà nó chỉ sản tạo ra cho vui đó, với những cái ký tự mà nó không để làm gì hết, không có một dự án nào đằng sau, không có backer đằng sau, nhưng mà nó vẫn tăng giá, nó vẫn vừa lên những cái mà cái cap mấy trăm triệu đô, mấy chục triệu đô, thì nó làm cho mình liên tưởng đến cái giai đoạn đầu của Ethereum. Thì tuy vậy là đối với mình, cá nhân mình thì mình cảm thấy là Bitcoin nó sẽ khó, cái mạng lưới của Bitcoin nó sẽ khó cạnh tranh hơn so với Ethereum, và nó sẽ khó thành công hơn Ethereum. Nó không không có nghĩa là cái BRC20 này nó giống Crypto Kitty, có nghĩa là sau này trên Bitcoin nó cũng sẽ có đầy đủ các thứ DeFi các thứ. Lý do là bởi vì cái cốt lõi thôi, khi khi mà người ta thử nghiệm cái gì ở trên Bitcoin ấy, thì mình đồng ý đó là những cái mới, và nó khiến cho khá là nhiều người tò mò, thậm chí tạo ra những cái trend hấp dẫn. Nhưng chúng ta quay lại câu chuyện về bản chất ấy, cái mạng lưới Bitcoin ấy, thì thực ra nó đã rất cũ kỹ, và nó gọi là nó không có những cái thay đổi về mặt công nghệ quá nhiều trong thời gian qua rồi, mấy năm nay rồi. Và thông thường khi mà người ta nói đến Bitcoin ấy, người ta không nói đến những câu chuyện như là tốc độ xử lý, như là smart contract, như là hệ sinh thái. Không ai nói những khi khi đó khi mà người ta nói về Bitcoin cả. Bitcoin nó giống như một cái biểu tượng rồi, hoặc là thậm chí là anh em thà là anh em nói Bitcoin nó là cái phương tiện lưu trữ giá trị hay là đầu tư gì đó, thì nó kiểu vàng kỹ thuật số thì nghe nó hợp lý hơn. nay nó vẫn hợp lý hơn là khi đó mà Giao dịch ở trên Bitcoin giờ thì cũng hơi chậm. khi mà ai đó nói với mình là tôi mua Bitcoin bởi vì DeFi đến Bitcoin, thì mình nghe mình thấy nó buồn cười lắm. Nó có thể là mình vẫn sai, có thể là sau này nhận định của mình nó sẽ sai. Có thể sau tương lai thì nó có một vài cái thay đổi gì đó liên quan tốc độ, nhưng mà hiện tại thì chúng ta nhìn thấy nó rất là vô lý, và thậm chí là rất là nhiều những cái lập trình viên họ lên họ giải thích cái cách mà họ lưu trữ dữ liệu ở trên Bitcoin, đại loại là những cái thứ mà liên quan đến người ta gọi là smart contract trên Bitcoin, thực ra nó là những cái lưu trữ nó rất là cồng kềnh, lưu trữ nó không tối ưu cho một cái hệ sinh thái mà nó phát triển kiểu theo cái thiên hướng smart contract kiểu như kiểu kiểu như Ethereum. Thì sao thì chính vì vậy thì mình nghĩ rằng có thể nha, có thể là mạng lưới Bitcoin nó cũng sẽ tiếp tục được xây dựng, nhưng mà nó sẽ đi theo một cái hướng khác, tức là theo một cái hướng nó mang tính dạng như là là mang tính theo, có thể là nó theo một cái hướng gọi là sao nhỉ, gọi là dành cho những cái kiểu như một một nhóm nhỏ trong thị trường, ví dụ như theo add-on dạng Bitcoin maximalist á, thì người ta hoặc là một dạng add-on gì đó, thì nó hợp lý hơn là việc là chúng ta. Và thực ra mình nghĩ rằng cái câu chuyện này nó sẽ không làm tăng thêm quá nhiều cái giá trị cho Bitcoin đó, tại vì trước đây khi mà mình nói thật luôn là trước đây khi mà mình có research về DeFi và Bitcoin ấy, thì mình cũng rất là hy vọng là Bitcoin nó được BTC là nó được thêm vào những cái UK thông qua cái việc là đưa Bitcoin vào vào DeFi ấy, thông qua những cái Grab Bitcoin hay gì đó. Nhưng mà thực tế thì mọi cái tác vụ sau đó là chúng ta vẫn phải dùng qua Ethereum, và chẳng qua Bitcoin nó được dùng để làm tài sản thế chấp, làm cái này cái kia thôi, staking cái này cái kia, ý là thêm UK cho những cái holder của BTC thôi, chứ không chỉ đơn thuần là việc hold rồi chờ tăng giá bán nữa, chỉ thế thôi. Chứ mình cũng chưa bao giờ dám nghĩ là BTC sẽ tăng trưởng, bởi vì mạng BTC nó phát triển thế này thế kia, cái đó là nó nghe đến bây giờ kể cả khi có BRC20 thì mình vẫn không tin đó là cái dài hạn. Chính vì vậy chứ quan điểm của mình thực sự là mình chỉ tìm hiểu thôi, với cái gọi là tò mò là chính, và muốn xem một cái gì đó mới, chứ dưới góc độ đầu tư thì cá nhân mình không kỳ vọng về dài hạn đối với BRC20 đó. Thì đó là ba cái hệ mà mình quan tâm trong thời gian qua. Thực sự ra thì nãy giờ mà trong cái lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện với nhau đó, thì đâu đó nó cũng có một cái sự so sánh giữa các hệ, thì em cũng thắc mắc là ví dụ như với góc độ là một nhà nhà đầu tư cá nhân và một người phân tích về các cái hệ sinh thái và về thị trường đi,
thì anh Poseidon sẽ chia cái, tức là mình tạm gọi là chia những cái phân nhóm cho những cái hệ sinh thái hiện đại như thế nào, anh có cái tiêu chí gì để phân nhóm cái đó hay không? Và nếu được thì anh có thể phân phân ví dụ như ba cái ví dụ ở đầu thì mình có thể phân vào những cái nhóm như thế nào. Tại vì nếu như mà mình phân nhóm như vậy á thì mỗi cái nhóm mình sẽ có những cái kỳ vọng nó hợp lý hơn, tức là mình hay nói vui với nhau là những cái điều kiện thắng á, tức là mỗi nhóm nó sẽ có một cái điều kiện thắng khác nhau. Thì anh Poseidon phân phân cái nhóm nó như thế nào? Thực tế thì thông thường mình sẽ kiểu mình hay chia nhóm khi mà mình research thì mình hay chia các hệ sinh thái theo kiểu thang, cái thang đo thôi, A, B, C, D thôi. Ví dụ là A tốt nhất và D là nó sẽ là kém nhất thôi. Ví dụ như A thì tiêu chí của mình nó cũng nói chung khá đơn giản thôi, như những cái mà mình hay chia sẻ trên livestream hay gì đó với các bạn đó. Tức là có hệ sinh thái nó hoàn chỉnh này là cái quan trọng nhất này, rồi Baker nó mạnh này, tức là có những thằng quỹ đầu tư nó chống lưng tốt này, rồi dòng tiền nó sẽ tăng trưởng đều đặn hoặc là không bị rút ra, tùy vào cái việc là chúng ta ở trong uptrend hay downtrend trong ít nhất là 3 tháng trở lên đó. Và cái sản phẩm của nó có lợi thế cạnh tranh nhất định, có nghĩa là ví dụ như lợi thế cạnh tranh là gì, ví dụ Ethereum đó là nó thứ nhất là lợi thế cạnh tranh của nó là cái whale ở trên này, tiền ở trên này nó nhiều và tụi nó rất là giàu. Cái thứ hai là cái phi tập trung của nó cực kỳ tốt và cái sự tin tưởng của cộng đồng của nó rất là nhiều. Còn Solana thì lợi thế cạnh tranh của nó ngày xưa đó là tốc độ giao dịch xử lý rất là nhanh và mặc dù nó có những cái vấn đề của nó nhưng mà chúng ta không thể bàn cãi được là nó rẻ và nó nhanh hơn rất là nhiều. Rồi thí dụ như vậy thì đó là những cái lợi thế cạnh tranh. Còn cái nhóm B thì thông thường sẽ là nó sẽ cũng có những cái tiêu chí tương tự như nhóm A nhưng mà nó sẽ bị thiếu đi những cái lợi thế cạnh tranh, tức là thí dụ như những cái nhóm gọi là tương thích với EVM chung chẳng hạn thì có rất là nhiều hệ, thí dụ như Polygon, ví dụ như Avalanche, ví dụ như là những cái con nhỏ hơn, thí dụ như là Celo chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều nhưng mà trong một số con trong đó thì nó thực sự nó không có lợi thế cạnh tranh, tức là nó cái giải pháp nó đưa ra không có gì đặc biệt so với các đối thủ khác cả, thì đó là nhóm B. Thì nhóm B nó chỉ thành trở thành nhóm A khi mà nó thay đổi về mặt công nghệ hoặc đưa ra những cái update nào đó nó mới thì nó sẽ trở thành nhóm A. Thì còn cái nhóm thứ C là cái nhóm gọi là mình hay dùng từ đó là tiềm năng, có nghĩa là nó cũng có những cái tiêu chí tương tự nhóm B nhưng mà nó lại hoặc là nhóm A, tức là có hệ sinh thái hoàn chỉnh này, có dòng tiền cũng ổn định này nhưng mà nó lại bị thiếu đi những cái backer mạnh, tức là chưa có quỹ đầu tư tham gia. Thông thường thì nhóm C này thì nó sẽ ở những cái dạng vốn hóa nhỏ, vốn hóa tại vì chưa có quỹ tham gia mà, thông thường nó sẽ được xây dựng nhưng mà nó chỉ ở có thể là team nó công khai hoặc không công khai gì đó nhưng mà về mặt cơ bản là ổn nhưng mà nó chưa có cái quỹ đầu tư nào tham gia, thì thông thường nhóm này là khá là tiềm năng. Nếu mà chúng ta chọn đúng thì cái cơ hội mà chúng ta ít tài sản nó sẽ cao hơn. Mình thí dụ như một con mà mình cũng có quan tâm gần đây là con Fuse Network, Fuse Network ở cái con đó thì vốn hóa của nó chỉ có 16 triệu đô thôi và nó làm về account abstraction. Nó là một cái blockchain nó thiên về phía account abstraction, tức là cố gắng nó cải thiện câu chuyện đó là trải nghiệm người dùng và làm những cái ví mà nó có smart contract để mà nó giúp hỗ trợ thanh toán cho web3 tốt hơn, đại loại anh em có thể hiểu như vậy. Thì vốn hóa nó mới có 16 triệu đô và nó cũng đã phát triển từ đâu đó 2020 cho tới đây rồi. Và có blockchain riêng, có hệ sinh thái riêng và có những một số cái nhà đầu tư nhỏ nhỏ đó, thì mình cũng đang, nhưng mà những con đó thì cái tín hiệu rõ ràng để chúng ta xuống tiền thì nó sẽ kém hơn, không có nhà đầu tư lớn, không có cái lợi thế cạnh tranh, nó không có quá là đặc biệt đó, thì đó là nhóm C. Còn nhóm D thì thông thường là cái nhóm mà kiểu như cái dạng BRC20 mình vừa nói, tức là mình chỉ chủ yếu là mình đưa vào để mình quan sát là chính chứ mình làm cho vui chứ mình sẽ không đầu tư đó, trừ khi nó có những cái thay đổi mà nó biến nó trở thành nhóm tiềm năng thì mình mới bắt đầu mình quan sát thôi. Thì đó là cái cách mà thông thường mình phân loại, để cho tại vì anh em cũng nên có những cái tiêu chí riêng để mà lọc dự án cho nó lại chứ không có gì hết á. Tức là khi mà chúng ta đọc sơ, tại vì dự án bây giờ nó rất là nhiều, thì khi mà chúng ta có cái tiêu chí cụ thể thì chúng ta lọc nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Thực sự ra thì nếu mà xét về những cái tiêu chí mà để xếp loại các cái hệ sinh thái
em nghĩ là cái phân nhóm của em nó cũng tựa tựa, nó cũng dựa trên một vài những cái yếu tố, ví dụ như là lợi thế cạnh tranh này, hoặc là cái hệ sinh thái nó đã build được những cái gì rồi, những cái backer, nói chung là đội ngũ builder phía sau rồi các thứ. Nhưng mà em thì em phân theo cái kiểu là cái tốc độ á, tức là cái tốc độ tăng trưởng của nó đó, tức là hiện tại thì em đang nhìn các cái hệ sinh thái của blockchain nó dưới cái tốc độ tăng trưởng. Tại vì chúng ta biết là blockchain nó vẫn là một cái gì đó rất là nhỏ, thậm chí là tổng cái thị trường blockchain này nó còn chưa bằng một cái doanh nghiệp ở bên tài chính truyền thống cơ. Tức là bên đó nó có những cái doanh nghiệp nó đã nghìn tỷ từ lâu rồi, nhưng mà tổng cái thị trường của blockchain thì nó vẫn rất là bé. Nên là em hiện tại thì em sẽ nhìn ở cái góc độ là tăng trưởng, tức là cái tốc độ tăng trưởng nó như thế nào, thì có thể coi là em phân nó theo ba nhóm, tức là cái nhóm mà nó đang bắt đầu chậm lại đó, tăng trưởng chậm lại. Thì cái này nó có thể là kiểu như là Bitcoin nè, hoặc là những cái đồng mà nó đã gọi là nó outdated từ, em không nói là Bitcoin hiện tại outdated nha, nhưng mà ý là cái tốc độ tăng trưởng về gọi là cải tiến hoặc là những cái update ở trên blockchain thì cái hiệu ứng của nó không còn mạnh nữa, và nó đã chậm lại rồi. Thì có thể kể đến những cái blockchain kiểu đời đầu đấy, thì bây giờ thì rất là khó mà chúng ta thấy là mọi người đề cập đến những cái tên kiểu như đời đầu, mà em cũng không muốn đề cập tại vì sợ tránh những cái vấn đề nó liên quan đến tranh cãi. Nhưng mà đó, thì đó là những cái nhóm mà nó tăng trưởng chậm, nó chậm lại. Còn cái nhóm đối nghịch thì nó là cái nhóm tăng trưởng nhanh, tức là những cái mà nó đang hút trend á, tức là hiệu nôm na là nó đang có cái narrative á. Thì có thể kể đến những con ví dụ như là nó còn đang bé này, nó vẫn hệ sinh thái, nó vẫn TVL nó vẫn quá là thấp so với những cái thế hệ đi trước, ví dụ như những cái layer 2 hiện tại này, mọi người nói rất là nhiều về cái tiềm năng cải tiến của công nghệ của nó, hoặc là những cái blockchain mà nó bị giảm bởi vì cái đà giảm chung của thị trường, tức là cái vốn hóa của nó bị giảm vì cái giảm chung của thị trường. Tuy nhiên là những cái cập nhật ở trong vấn đề liên quan đến kỹ thuật và hạ tầng thì nó cũng có cái sự phát triển và cái tác động nó rất là rõ nét. Thì đây là cái nhóm mà có thể xếp vào cái nhóm là tăng trưởng nhanh được, ví dụ như những cái layer 2 hoặc là những cái blockchain mà nó cũng gây ra nhiều cơn sốt, ví dụ như là Solana nó cũng trở lại thời gian gần đây với những cái nâng cấp, ví dụ liên quan đến compress NFT, tức là cái nén NFT lại như thế lại, hoặc là những cái ví dụ như là trong thời gian tới có thể họ sẽ tackle, tức là họ giải quyết cái vấn đề liên quan đến tắc nghẽn các thứ. Thì nó là những cái sự tăng trưởng, nhưng mà về cái khía cạnh là tác động từ những cái thay đổi kỹ thuật thì có thể là cái nhóm này. Còn nhóm thứ ba mà em thấy là nó cũng phần nào giao thoa giữa hai cái này á, tức là nó không nhanh bằng cái nhóm còn đang bé mà nó đang gọi là nó thay đổi liên tục, nhưng mà nó cũng không phải là chậm, tức là nó đã có những cái vị thế riêng của nó có những cái lợi thế cạnh tranh riêng của nó, và nó cứ từ từ nó vẫn đang phát triển. Thì nó cái tốc độ nó sẽ chậm hơn một xíu, nhưng mà nó vẫn có được những cái lợi thế và nó vẫn cải tiến hàng ngày. Thì Ethereum thì em xếp vào cái nhóm như thế này, tức là những cái nhóm mà nó giao thoa kiểu như thế này. Đối với em á, là nếu mà khi mà mình xếp vào những cái phân mạng như thế này thì có thể chúng ta sẽ gọi là chúng ta có những cái, thứ nhất là có được một cái phân bổ nó hợp lý hơn cho cái danh mục của mình. Làm sao để mình cân bằng giữa cái mức độ tăng trưởng giữa các hệ, tại vì rõ ràng là cái biến động của ba cái nhóm này thì hoàn toàn khác nhau. Có một cái hệ thì tất nhiên là cả năm thì nó cũng dịch chuyển có 50%, ví dụ vậy. Có cái hệ thì một năm nó có thể biến động, thậm chí một tuần nó có thể biến động vài trăm phần trăm là bình thường. Thì cái việc mà phân mảnh em nghĩ là cũng khá là hay, tại vì mình có những cái tỷ trọng phân bổ giữa các hệ này. Là cái thứ nhất, là cái thứ hai là cái kỳ vọng giữa các hệ nó cũng hợp lý hơn, tức là mình không thể kỳ vọng là Ethereum có thể ít 5 ít 10 ngay trong một năm ví dụ vậy. Thì đó là những cái kỳ vọng về cái return nó hợp lý hơn. Rồi thì mình nghĩ là chắc cái phần này nó cũng hơi gọi là
ý kiến cá nhân một xíu, thì có thể là anh em nào mà nghe tới đoạn này mà có những cái cách chia nó hợp lý hơn thì có thể chia sẻ ở dưới cái comment của cái podcast này, thì chúng ta có thể gọi là trao đổi với nhau những cái góc nhìn nó thú vị liên quan đến cái vấn đề đầu tư trong cái thị trường này ha. Rồi, ok, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Poseidon, đó là hồi nãy giờ thì chúng ta chưa nhắc đến những cái hệ kiểu thế hệ mới đó, tức là những cái hệ mà nó không có liên quan gì đến EVM và nó thậm chí là nó xài những cái tức là nó có một cái ngôn ngữ khác luôn, đó là cái Sui và Aptos. Tuy nhiên là những cái hệ này thì nó cũng vì nó mới nổi nên là cũng gây rất là nhiều tranh cãi và rất là nhiều cái mọi người tranh luận rất nhiều. Nói chung là phe thì bảo là đây là có backer rồi các thứ nó rất là ok, phe thì lại bảo là cái này là VC chain. Thì không biết là từ góc nhìn của anh Poseidon thì những cái hệ sinh thái này nó có gì đặc biệt hay không, và liệu đây có phải là những cái hiện tượng nhất thời hay không? Nói chung là mình cũng vẫn có một chút là liên quan đến cập nhật liên quan đến Sui và Aptos, thì thực ra mình vẫn có theo dõi, và nó cũng tương tự đối với mình thì thực ra nó cũng tương tự như Avi Trung thôi, tức là nó là một hệ mới và nó còn nhiều cơ hội. Mình nói nhưng mà tại sao mình lại không chọn Aptos đi, ví dụ như Aptos đi, Sui thì mới quá, Aptos đi thay vì Avi Trung, tại vì như anh thấy thì Aptos hiện tại nếu mà theo cái thống kê trên DeFi Llama thì TVL của nó, nếu mình nhớ không nhầm hôm qua mình xem là nó chỉ được khoảng 40 đến 50 triệu đô gì đó thôi, thì so với cái vốn hóa như vậy thì mình thấy là hiện tại nó vẫn đang kiểu overvalue. Và đúng là thực ra thì nếu mà nói nó là venture hay gì đó thì thực ra nó cũng không sai đâu, nhưng mà đó chẳng qua là một cái kết nối mà theo mình nghĩ là có thể nói cho vui thôi, chứ thực ra cái câu chuyện đó là một cái hệ sinh thái hay là nó của cộng đồng hay là của venture thì thực ra chúng ta chẳng cần quan tâm lắm đâu, chúng ta chỉ quan tâm là có cơ hội hay không thôi, thì suy nghĩ vậy thôi. Tại vì như Solana đi cũng là một cái hệ mà non EVM, tức là không có tương thích với EVM đó. Nó đi theo một cái hướng đi riêng á. Thế anh thấy ngày xưa lúc mà nó mới bắt đầu xuất hiện đi thì nó cũng bị hứng chịu rất là nhiều chỉ trích. Nó thời xưa thì cũng rất là nhiều người bảo rằng Solana sẽ không bao giờ thành công, thì sau đó nó vẫn có thể tăng trưởng được từ 1 đô lên 100 đô đó, thì mà sau đó là còn hơn cả mong đợi của chúng ta nữa. Thì thực ra Solana nó cũng là một cái venture chain, tức là đa phần tiền ở trong nó là nó của FTX và Alameda Research của Sam, nhưng mà cái điều đó không thể nào phủ nhận được là nó không làm tốt được cả, tại vì khi mà nó đã có thể mà nó đẩy từ một cái hệ sinh thái vô danh trở thành một cái hệ sinh thái mà nó tiếng tăm tên tuổi cực kỳ lớn như vậy, thu hút đông đảo người dùng như vậy, thì rõ ràng nó đã thành công, và cái token nó đã tăng giá 100% là như vậy, thì rõ ràng nó đã thành công. Thì những cái hệ mới cũng tương tự như vậy, có nghĩa là thực ra thì mình có xem qua một chút về công nghệ của Sui và Aptos, thì cả hai thằng là hình như đều sử dụng chung cái ngôn ngữ lập trình là Mu. Có lẽ cái này cũng là nguyên nhân chính, là bởi vì cái team mà phát triển hai cái con này ấy, thì thực ra nó cũng xuất phát điểm của nó là hình như là cũng làm cái blockchain của Facebook luôn, cái blockchain DIM của Diem ngày xưa đó, cái con đó thì của Diem, cái hướng của nó đi khá là giống nhau, chỉ có khác nhau một chút ở về cái cơ chế đồng thuận thôi. Thì đối với mình thì mình nghĩ là những cái hệ mới này nó sẽ vẫn có những cái mà anh em mình quan tâm đó, tại vì biết đâu đó nó sẽ trở thành một cái Solana thứ hai trong cái mùa uptrend kế tiếp đó. Nhưng mà lý do mà mình không có vào sớm qua hai hệ này là như mình đã nói, tức là mình muốn vào một cái hệ nào khi mà cái vị thế của mình đó đã được khẳng định bởi những cái thằng tay to, kể cả đó là tiền của venture thì nó cũng phải lớn, tức là ít nhất nó cũng phải được vài trăm triệu đô hoặc là tốt như là cả tỷ đô thì nó mới đáng để chúng ta xuống tiền chứ. Chứ còn mới quá sơ khai mấy chục triệu đô thì cái việc mà chúng ta duy nhất chúng ta nên làm chỉ là vào trải nghiệm để lấy retroactive thôi đó, và chứ đối với mình thì mình sẽ chưa xuống tiền đối với những cái con mà nó quá over và luôn như vậy đó. Thì đó là cái góc nhìn của mình, chứ thực ra nói là nó không có cơ hội thì không đúng, nhưng mà chúng ta nên theo dõi thêm thôi. Hồi nãy thì anh Poseidon có đề cập đến cái yếu tố TVL, thì cái câu chuyện
total value lock á, cái tổng giá trị mà nó được khóa ở trên mạng lưới á, thì chúng ta có từng chia sẻ về cái vấn đề là cái chỉ số này nó có cái tính valid, cái tính gọi là tính quyết định trong cái đánh giá của chúng ta hay không á. Thì ở cái giai đoạn uptrend thì em nghĩ là TVL nó là một cái thứ gì đó nó khá là nó được bước lên, nó được bơm thổi khá là nhiều. Tuy nhiên là nếu như mà ở trong cái giai đoạn downtrend này mà cái TVL mà nó không được gọi là nó không được giữ một cách nó ổn định và nó siêu thì nó lại đưa ra được những cái góc nhìn nó khá là valid, tức là những cái ý em á là khi mà uptrend á thì cái con số nó quá to để mình consider nó một cách nghiêm túc, nhưng mà khi mà downtrend á thì cái TVL nó có thể nó lại là một cái yếu tố rất là gọi là quan trọng, tại vì lúc này khi mà downtrend á thì cái lượng tín dụng nó sẽ được bóp lại, lúc đó mình sẽ tiệm cận được với cái giá trị thực. Chính xác. Thì đó là cái câu chuyện về TVL. Thực ra thì đúng rồi, tại vì downtrend thì chúng ta mới mua được những cái token hay coin nó ở giá trị thực hoặc thậm chí là nó dưới giá trị thực, thì nó như nguyên là nó chính xác rồi, tại vì downtrend mà. Nhưng mà bởi vì chúng ta hiểu là câu chuyện là thị trường nó đang khó khăn, chính vì chúng ta có khi mà anh em có CAD có USDT thì em có quyền cân nhắc và có quyền mặc cả, đó tức là nó khác. Tức là bây giờ chúng ta có quyền mặc cả, chính vì vậy thì mình nghĩ là không có gì phải vội cả, tại vì như mình nói những cái về DeFi có những dự án về DeFi TVL nó rất là to, thí dụ như Uniswap, ví dụ như PancakeSwap, ví dụ như là những cái dự án về lending, nhưng mà token người ta vẫn chỉ đi ngang thậm chí là giảm trong cái đợt vừa rồi. Thì đó là riêng về yếu tố DeFi, có nghĩa là bởi vì cái câu chuyện một dự án làm tốt và cái việc giá token tăng giá sẽ có những lúc nó chẳng hề đi đôi với nhau. Đó, tại vì mà còn tùy thuộc vào cái mô hình của cái dự án đó. Đúng rồi, cái mô hình của dự án ấy nó có capture được cái giá trị cho token hay không, và nó có tạo ra được cái động lực cho người ta mua token hay không. Đúng rồi. Hai cái đó nó khác nhau. Đúng rồi. Cái TVL nó to nhưng mà người ta vào mà người ta farm xong rồi người ta đâm token thì nó cái TVL nó cũng chưa cũng vậy. Thì cái này là một cái yếu tố mà anh em cần gọi là phân tích đào sâu về cái cốt lõi của cái chỉ số đó là gì, thì để có được những cái đánh giá. Nhưng mà để mình nói thêm chút, nhưng mà hệ sinh thái thì khác đó. Cái TVL của hệ sinh thái thì nó lại phản ánh nó gần nhất, theo mình nó là gần, nó là cái TVL nó còn tốt hơn, phản ánh tốt hơn cái DeFi nữa. Tức là tại vì thông thường cái TVL của hệ sinh thái nó là tổng hòa của cả cái hệ đó, tức là nó không riêng gì câu chuyện của một AMA, một DAT gì đó mà nó là một cái tổng thể. Ít nhất là nó cho chúng ta biết được rằng là cái quan trọng ở đây là gì. Cái quan trọng khi anh em theo dõi TVL là ngoài cái việc anh em đánh giá nó là được mấy chục hay mấy trăm triệu đô, anh em còn phải quan sát cái sự tăng trưởng của nó trong 1-2-3 tháng gần đây. Cái để chúng ta làm gì, để chúng ta bắt được cái tín hiệu là có dòng tiền đổ vào đây. Tại vì thông thường dòng tiền đổ vào á, thì mới lại on-chain hết mà, thì nó không thể nào nó không để lại dấu vết được. Thì cái việc chúng ta theo dõi TVL để chúng ta nhận biết cái đó, để chúng ta thấy rằng có những cái dòng tiền, cái smart money nó đã bắt đầu nó đi vào sớm để mà nó làm những cái câu chuyện như là farming, như là mua sớm những cái token ở trên đó với cái giá rẻ để chúng ta đi theo câu chuyện đó thôi. Tức là nó là cái tín hiệu điều kiện cần thôi, tức là dòng tiền vào là điều kiện cần, rồi sau đó cái dòng tiền nó giữ lại trong đó là điều kiện đủ vào, và nó bắt đầu có những cái câu chuyện khác, ví dụ như là những cái KOL nó siêu, rồi những cái bài viết nó mang tính quảng bá, rồi những cái tin tức quan trọng nó sắp ra mắt, thì đó là điều kiện đủ để chúng ta vào cái sinh thái đó chúng ta đầu tư. Thì ý mình là vậy. Thì chúng ta ngoài chúng ta câu chuyện là TVL bao nhiêu thì còn quan tâm đến cái sự tăng trưởng TVL nữa chưa, thì nó mới đầy đủ. Rất là đồng ý với anh Poseidon về cái ý này, tại vì có một cái thông số chúng ta nhìn đôi khi chúng ta gọi là chúng ta rập khuôn nó, và trong cái việc phân tích thì có khi nó lại chưa đúng với cái, nó chưa sát với cái thực tế. Thì cái này là một cái gọi là cái tổng hòa nhiều cái góc độ khác nhau của một cái chỉ số, thì nói chung là chúng ta phải đào sâu nhiều yếu tố khác nữa chứ không có phụ thuộc vào một cái chỉ số riêng như vậy. Rồi thì có một cái chỉ số nữa mà cũng rất là nhiều người quan tâm khi mà tham gia, gọi là quan tâm mà muốn đầu tư vào một cái dự án chẳng hạn, thì cái câu chuyện nguồn cung là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người gọi là họ thường xuyên đề cập. Tại vì chúng ta hay biết đó là cung cầu mà, thì
cung nó ít lại thì cầu giữ nguyên, thì mọi người tự suy ra là giá nó tăng. Đó là ví dụ như vậy, là một cái mà cơ bản nhất mà mọi người hay nói. Tuy nhiên á, là em muốn lật ngược lại cái vấn đề là đôi khi á, là cái việc mà giảm cung hoặc là cái việc tăng cung á, nó không phải là một cái yếu tố quyết định 100% đến một cái gọi là một cái sự tăng trưởng của một cái hệ sinh thái nào cả. Vậy thì góc nhìn của anh Bersedan về cái vấn đề cung cầu này là như thế nào? Thì tức là anh quay á, tức là anh chấm điểm hoặc là anh định lượng cái yếu tố này nó tác động bao nhiêu phần trăm đến một cái hệ sinh thái đi. Thì cái câu hỏi này nó khá là rộng, nó không nằm trong riêng của đối với hệ sinh thái, nhưng mà nó là đối với tất cả dự án luôn rồi. Tại vì không thì mình có thể nói là một cái hệ, xong rồi mình break nhỏ, mình break xuống nhỏ từng cái ấy cũng được. Ok, về mặt lý thuyết thì anh em nói chung cung cầu thì ai cũng hiểu rồi. Khi mà cầu tăng lên thì giá token hoặc là giá coin nó sẽ có xu hướng tăng lên, khi cung tăng lên thì ngược lại nó sẽ có xu hướng giảm. Thì thực ra có nhiều loại, nhiều mô hình token, thí dụ như Ethereum nó là một cái mô hình mà nó có cái max supply, tức là cái tổng cung tối đa là nó vô cùng, tức là không có giới hạn. Tức là khi mà mạng lưới nó càng phát triển thì ETH nó được tạo ra ngày càng nhiều. Nhưng mà cũng có những cái dạng mô hình, ví dụ như là của Avax chẳng hạn, hay của Solana chẳng hạn, hay của Near chẳng hạn, thì cái tổng cung nó có giới hạn. Thì thực ra khi mà chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu về một dự án, dĩ nhiên ai cũng muốn là cái token chúng ta mua nó sẽ không kiểu bị in ra, kiểu thích in bao nhiêu thì in, hay là lạm phát á, hay chúng ta nói là lạm phát á, thì nó sẽ bị mất giá về dài hạn thôi. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cần phải hiểu về khi mà chúng ta đánh giá cái tokenomics thì, và đánh giá cái việc cung cầu của tokenomics thì chúng ta phải đặt trong cái mô hình của dự án. Đó là chúng ta cần phải hiểu được là cái việc mà dự án người ta phát hiện thêm token là để làm cái gì, để duy trì hoạt động của dự án, để mà scale lên cái dự án hay là để đung lên nhà đầu tư, và cái việc phát hiện token nó có hợp lý với cái định hướng của dự án không. Đó là cái câu chuyện cốt lõi. Chứ như Ethereum thì nó cũng vẫn đang, trước đây khi mà chưa có cái vụ mà đốt token á, thì nó vẫn lạm phát thôi. Nó vẫn lạm phát mỗi ngày thôi, và nó chẳng có ai đốt gì ETH cả, thì nó vẫn tăng giá từ mấy chục đô lên 3-4 nghìn đô thôi. Tại vì câu chuyện đây là khi mà cung cầu, đây là khi mà cung nhiều, nhưng mà tức là nó có lạm phát á, nhưng mà cái lượng mua vào nắm giữ nó còn lớn hơn rất nhiều lần, có nghĩa là nó tạo ra được cho người ta một cái niềm tin. Ngoài câu chuyện là ETH dùng để làm gì, thì nó còn là một cái thương hiệu, một cái sự uy tín ở trong thị trường crypto, và nó làm cho nhà đầu tư, người ta khi mà người ta muốn tham gia thị trường, người ta đều phải đọc về ETH, người ta tin ETH, người ta sẵn sàng mua ETH. Thì cái đó nó còn ý nghĩa hơn cái việc mà chúng ta chỉ đơn thuần đánh giá như cung lớn hơn cầu hay gì đó. Ý mình là vậy. Thì những cái token khác cũng vậy. Mình thấy thí dụ đi, mình tạo ra một cái token Poseidon chẳng hạn, tổng cung chỉ có 3 token thôi, rất là ít đúng không, và ok token ít, nhưng mà cái token của mình để làm gì, thì nó hoàn toàn là một cái thứ vô nghĩa và chẳng ai thèm mua. Tức là khi mà cái cung nó có không có, nhưng mà cầu nó cũng chả có luôn, thì cái việc giá token tăng lên về mặt dài hạn là cũng là cái điều không thể. Tức là khi mình anh em đánh giá cái cung cầu thì anh em cần phải, ngoài câu chuyện là dĩ nhiên chúng ta phải đọc token đấy, chúng ta phải xem cái lộ trình phát hại, chúng ta phải xem nó có lạm phát hay không lạm phát, bao nhiêu phần trăm một năm, nhưng mà chúng ta cần phải đặt nó ở trong một cái bức tranh nó tổng thể. Tức là chúng ta phải hiểu được dự án nó phát hành token để làm gì. Có những token anh em đọc vào một cái, ví dụ như cái token ABC chỉ được dùng để trả thưởng thôi, tức là ông nào vào sớm ông farm, ông đưa tiền vào pool landing ông farm, sau đó ông được trả thưởng bằng token đó, rồi ông đung. Tức là dự án thay vì nó bỏ tiền ra marketing thì nó dùng token gốc của nó để nó làm marketing, nó trả thưởng cho mấy thằng đem tiền vào để tăng TVL. Thì rõ ràng đó là một cái token nó mang tính lạm phát cực kỳ nhiều, tại vì nó không có một cái lực không có một cái động lực nào để cho người ta mua và nắm giữ nó cả. Chỉ đơn thuần là ông đem 1 triệu đô vào một tháng, tôi trả cho 100 ngàn, ông cứ xả trên thị trường đi. Thì đó là một, rõ ràng là cái việc lạm phát để xả, mặc dù nó được nói
nói tránh đi bằng cái cụm từ nó khác như là incentive hay là cái gì đó, nhưng mà rõ ràng là ai mua để nắm giữ nó thì đang là incentive của mấy cái ông mà farm đó. Nhưng mà cũng có những token người ta bắt buộc phải lạm phát để mà người ta tiếp tục phát triển mạng lưới, tại vì em cứ thí dụ như ETH không lạm phát nữa đi, cứ xài hoài đốt hoài mai mốt lấy ETH đâu mà vận hành cái mạng lưới đúng không? Khi mà cái mạng lưới nó tiếp tục phát triển trong 5 năm, 10 năm nữa rồi, ủa coi đâu nữa mà làm, rồi không lẽ lúc đó... Nó lại bị nghẽn cái hệ, tức là cái hệ nó bị tập trung một lượng tiền vào một nhóm cố định, nó bị nghẽn cái hệ. Lúc đó thì khi đó thì kiểu như ai muốn xài ETH thì đều phải phụ thuộc vào một nhóm lợi ích, tức là lúc đó nó lại chẳng còn phi tập trung cái mà cái chúng ta hướng tới nữa. Đó, tức là lúc đó là ETH sẽ cực kỳ đắt đỏ, mình nói thẳng. Thí dụ như em cứ tưởng tượng chỉ còn 100 triệu ETH chẳng hạn, mà nó đi stacking hết bố nó 90 triệu ETH rồi, còn 10 triệu mà mấy em nhỏ lại mình chia nhau, mà anh em tưởng tượng phí giá trên ETH lúc đó sẽ lên bao nhiêu, anh em có thể nào anh em chơi được trên ETH không? Hoặc là nó sẽ có một cái trường hợp khác nha, tức là quá nhiều người ta nắm giữ một cái nguồn cung thì lúc đó cái nhu cầu đẩy giá lên nó sẽ ít lại đó, tức là nó có một cái kịch bản khác. Nhưng mà chính xác đó, thì lúc đó là có một kịch bản khác nữa. Chính xác. Nhưng mà đó, lúc đó có thể là nát luôn một cái hề luôn đấy. Thì chắc là thôi, ngay ở đây thì chắc là mình bẻ ngang qua một cái từ khóa mà nó rất là hot thời gian gần đây là cái meme coin. Thì cũng muốn nhắn nhủ với anh em là cái bộ môn này nó cũng thể thao mạo hiểm, là nó cũng nhiều rủi ro, nên là anh em mà có gọi là muốn chơi, cũng muốn thử những cái này á, thì nên đọc qua những cái thông tin rồi. Thứ nhất là nên đọc trước các cái câu chuyện liên quan đến gọi là trong quá khứ liên quan đến meme coin như thế nào, hoặc là nếu có chơi thì để ra một cái số tiền mà chúng ta có thể mất, và luôn luôn gọi là cập nhật những cái thông tin nó liên tục. Thì dù chúng ta chơi những cái bộ môn thể thao mạo hiểm nhưng mà chúng ta vẫn có thể an toàn trong dài hạn. Tại vì tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là meme coin nó thực sự là nó làm tắc nghẽn một cái hệ sinh thái mà có thể coi là top đầu của thị trường như Bitcoin, như Ethereum. Thì chúng ta thấy được cái sự gọi là FOMO nó kinh khủng như thế nào đó. Thì sẵn câu chuyện là chúng ta nói về cái cung như vậy, thì cũng muốn nhắn nhủ với anh em một xíu là như vậy, tức là đừng có thấy có chỗ này chỗ kia nó thay đổi vị thế là nhanh, thì chúng ta quên mất đi cái câu chung là yeah. nói chung là bản thân mình cũng không có ăn được meme coin, tại vì mình thực ra mình cũng không có phải là một cái người rình. Nói chung rất là mình ít khi chơi meme lắm, nói chung là lâu lâu chơi 100-200 đô hoặc 300-400 đô gì đó theo mấy cái lệnh anh em bạn bè con cho vui, rồi mua để đó thua thắng thì vui thua thôi à. Chứ cũng mình không phải là người rình, nhưng mà nói chung là thị trường nó vậy đó. Nói chung là anh em nhớ một cái ông gì đó, thiên tài đúng không? Ông Newton đúng không? Ông từng nói là bây giờ ông có thể đo được cái chuyển động gì đó giữa các hành tinh á, nhưng mà ông không thể nào đo được cái lòng tham của con người đó. Cho nên là chúng ta không tính toán được đâu. Và bản thân mình lúc mà mình biết là Pepe hay là những cái đồng meme coin thì cũng chẳng nghĩ là nó tăng kinh vậy. Nó tăng kinh và tăng nhanh như vậy đó. Chỉ có mấy chục ngày mà nó lên hơn 1 tỷ đô, 1,5 tỷ đô, quá kinh khủng. 21 ngày hay 22 ngày đó thì anh em thấy nó cực kỳ điên. Và cái sự điên rồ đó, nó khi mà nó kết thúc ấy, thì nó sẽ rất là đau đó. Tại vì cái đồ thị là nó theo lý thuyết là thì khi mà chúng ta lên cái dốc mà chúng ta lên càng nhanh bao nhiêu thì khi chúng ta đổ đèo nó còn gấp 2 gấp 3 lần như vậy đúng không? Thế nó theo cái quy luật tự nhiên mà. Khi mà chúng ta đi lên một cái sườn núi thoải thì chúng ta đổ đèo nó cũng thoải hơn. Khi chúng ta leo lên một sườn núi như những đứng thì chúng ta rơi xuống nó cũng rất là đau. Thì chúng ta hết sức cẩn thận thôi. Nếu mà chơi thì anh em nhớ như Nguyên nói, quản lý vốn là chìa khóa cuối cùng, không on in. Còn việc mà người ta có thể người ta sâu ra, người ta đổi đời hay gì đó thì có thể là người ta có nhiều kinh nghiệm hơn, người ta may mắn hơn, người ta có một cái vị thế tốt hơn thì người ta sẽ làm được. Còn nếu mà chúng ta vào những cái vị thế nó sâu rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn người ta và quản lý vốn tốt hơn người ta đó. Thế thôi.
mà còn phải gọi là bổ bổ sung những cái kiến thức để né scam nữa, tại vì rất là nhiều cái trường hợp hack liên quan này. Thì rồi thì gọi là mình tạt ngang chơi vậy thôi, để cho nó có cái gọi là cái tính chất có trend một Có trend hả? xíu, có trend một xíu, nhưng mà vẫn muốn nhắc với anh em là DeFi Discussion sẽ luôn có những cái nội dung nó mang tính chất là nó tập trung vào những cái nền tảng, những cái cốt lõi của các cái sản phẩm, các cái hệ sinh thái là chính. Và chúng ta dựa trên những cái phân tích của cá nhân mình để đưa ra những cái quyết định đầu tư nó hợp lý. Rồi thì chắc là tập podcast tuần này nó cũng dài rồi, thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Rồi thì cũng không có gì nhiều để nói, thì cũng rất cảm ơn Nguyên khi mời mình, cũng có cái chủ đề hôm nay cũng khá là hay và thú vị, thì cũng rất vui khi được chia sẻ với anh em những cái research của mình trong 1-2 tháng qua. Thì cũng chúc anh em tuần mới ha, chúng ta làm việc tốt và gặp nhiều may mắn. Mình sẽ gặp anh em trong những cái podcast tiếp theo. Ok, rồi cảm ơn anh Poseidon rất nhiều vì đã đến với DeFi Discussion tuần này. Cảm ơn anh em đã nghe đến tận những giây cuối cùng của DeFi Discussion, và hẹn gặp lại anh em trong những chủ đề thú vị ở tuần tiếp theo ha.